Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review sản phẩm tại cường Luxury Channel và hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn hai mẫu sản phẩm đến từ nhà Primula và nó có điều gì khác biệt thì intro nào. Được biết đến là bậc thầy của những cỗ máy cơ học, Franck Muller nổi tiếng với việc sản xuất ra rất nhiều các mẫu đồng hồ sở chức năng phức tạp với hình dáng đa dạng và ấn tượng. Trong số đó, Vanguard là bộ sưu tập được coi là biểu tượng và niềm tự hào của Franck Muller bởi phong cách thiết kế rất đặc trưng thông qua vỏ dáng Tonneau được tạo hình độc quyền của thương hiệu. Về tổng thể, chúng ta sẽ thấy vỏ dáng Tonneau của hai chiếc đồng hồ rất độc đáo và nếu như bạn còn nhớ, tôi đã từng đánh giá chiếc Hublot Splice of Big Bang Titanium Moonphase cũng có thiết kế dựa trên dáng vỏ theo dạng này, chính xác thì nó được biết đến nhiều hơn với tên gọi là dáng thùng rượu bởi vẻ ngoài vuông và bo cong ở hai cạnh bên. Đây là dáng vỏ vốn rất quen thuộc với một thương hiệu đình đám khác tên là Richard Mille một thương hiệu rất có sức ảnh hưởng với những chiếc đồng hồ đắt giá và thường được sử dụng bởi nhiều doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng. Chính vì thế, nhiều người thường hay so sánh thiết kế của Van Gogh với các dòng sản phẩm của thương hiệu Richard Mai và coi mỗi đồng hồ biểu tượng của Frank Muller như là một sự lựa chọn có phần yếu thế hơn. Tuy nhiên, nếu như để ý kỹ thì hai thương hiệu này có hướng đi rất khác biệt và thật khó để đánh giá những thiết kế này dựa trên gu thẩm mỹ của một cá nhân cụ thể. Với Richard Mai, đó là sự hầm hố và khỏe khoắn, còn với Frank Muller đó là những đường nét nhẹ nhàng thanh thoát mà đến sự tinh tế rất riêng. Cụ thể hơn trong hai phiên bản Frank Muller đang có trên tay tôi đây, chúng được hoàn thiện bằng chất liệu vàng hồng nguyên khối với điểm nhấn trang trí là rất nhiều những viên kim cương thiên nhiên được nạm phủ xung quanh thân vỏ đồng hồ và các phần chi tiết có mặt số bên trong. Với số lượng kim cương lớn như vậy, hai mẫu đồng hồ trông rất rực rỡ và lấp lánh ở nhiều góc độ khác nhau, thật sự rất ấn tượng. Đặc biệt như các bạn có thể thấy ở đây thì cả mặt trước và mặt sau của hai mẫu Van Gogh đều được tạo dáng bo cong mềm mại, điều này cho phép chiếc đồng hồ có thể ôm gọn cổ tay người đeo và dễ dàng đem đến những trải nghiệm thoải mái dễ chịu trong suốt thời gian sử dụng đồng hồ. Phần ở giữa của mẫu Vanguard chúng ta có một lớp đệm cao su giúp kết nối cấu tạo của bộ vỏ và bảo vệ tốt hơn cho bộ máy chuyển động bên trong. Phần đệm này được làm hơi chìm xuống phía dưới tạo chiều sâu cho thiết kế cơ bản của đồng hồ. Tuy nhiên so với Vanguard thì Vanguard Easting lại sở hữu một phần đệm cao su bên cạnh được làm nhô ra và cao hơn và bao bọc lấy núm rau. Điểm khác biệt này có lẽ là do Easting hướng đến những chuyến hành trình khám phá đại dương nên phần đệm lớn hơn đã được thêm vào để giúp bảo vệ tối ưu phần núm xoay và gia tăng khả năng kháng nước của đồng hồ. Về mặt số của dòng Rang Muller Van nó được tạo hình đơn giản dựa theo phong cách Art Deco, một trường phái nghệ thuật ra đời vào những năm 1920. Nghệ thuật Art Deco được nhận diện bởi những họa tiết theo dạng thẳng đứng. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy phong cách này được tái hiện trên mẫu đồng hồ thông qua những cọc chữ số Ả Rập được tạo hình bằng các đường thẳng. Ngay cả với những chữ số là 2, 3, 2, 8 và 9, đặc biệt bộ số này được làm rất lớn và bo cong dọc theo khung máy, tạo thành một điểm nhấn rất độc đáo trong thiết kế cả hai phiên bản này đều sử dụng một vòng tọa độ nằm sát bên ngoài đề đồng hồ với các hướng chỉ là đông tây nam bắc cho tới các góc độ sâu hơn như là đông đông nam hay bắc đông bắc và theo cá nhân tôi đánh giá thì nó không thực sự hữu dụng mà chỉ mang tính chất trang trí là nhiều sự khác biệt lớn nhất của hai mẫu đồng hồ đó là phần biểu đồ hoa gió xuất hiện tại chính giữa mặt số của phiên bản tinh biểu đồ hoa gió được biết đến là một công cụ không thể thiếu của người đi biển giúp họ nhận định được các hướng gió chính tốc độ gió và tần suất gió nhằm đảm bảo những chuyến ra khơi an toàn hơn trên tinh biểu đồ này đã được cách điều để có được sự cân đối nhất giúp đem đến vẻ đẹp đặc trưng của thiết kế đồng hồ cũng chỉ vì thiết kế ấn tượng này mà các bạn có thể thấy, IS tinh được nạm kim cương trên các hộp số Ả Rập trong khi toàn bộ phần nền mặt số của Vanguard lại được phủ kín với số lượng kim cương lớn hơn rất nhiều. Về phần hiển thị, Brand Muller có một ô chỉ ngày nhỏ nằm ở góc 6 giờ, các kim chỉ giờ được làm tương đối ngắn dạng bút chì với kim dây sở hữu một mũi tên được tô đỏ nổi bật ngoài ra chất dạ quang này cũng được sử dụng để giúp chúng ta có thể di dàn xem giờ tốt hơn ngay cả trong điều kiện thiếu sáng về phần dây đeo cả hai mẫu Vanquish đều được sử dụng dây đeo, đeo cao su kết hợp với phần da cá sấu đây là dạng dây đeo đang rất phổ biến bởi nó có thể tạo thành điểm nhấn sang trọng cho thiết kế nhưng vẫn giữ được sự thể thao và khỏe khoắn vốn có bạn có thể thoải mái sử dụng hai mẫu đồng hồ này trong nhiều hoàn cảnh đời sống khác nhau từ đi làm đi chơi cho đến cả những lúc vận động thể thao dây đeo này tương đối mềm và phần da cũng được làm bóng mịn nó được thiết kế với có chút nối liền với phần vỏ tạo cho tổng thể đồng hồ một sự liền mạch hài hòa nhưng đồng thời giúp cho chiếc đồng hồ có thể ôm chắc chắn hơn trên cổ tay người đeo trong hai phiên bản Van mà tôi đang có ở đây, chúng sở hữu chung thiết kế khóa gài truyền thống, được làm từ vàng hồng và cũng được nạm phủ lên đến, đến 16 viên kim cương trên bề mặt. Mặt sau của đồng hồ không có quá nhiều điều nổi bật bởi nó đã được đậy kín và các bạn chỉ có thể thấy các thông tin chính về sản phẩm được cắt chìm ở đây. Bên trong mỗi đồng hồ là một cỗ máy tương đối đặc biệt bởi nó được thiết kế làm sao cho có thể nằm gọn bên trong bộ vỏ độc đáo của mỗi đồng hồ. Bộ chuyển động này là caliber FM0800 được tạo ra dựa trên cổ máy Swiss ETA hoạt động trên tần số là 28.800 VBH, cung cấp chức năng cơ bản về ngày, giờ, phút và giây, với mức năng lượng dự trữ tối đa vào khoảng 42 giờ đồng hồ. Để điều chỉnh thông số cho bộ máy, trước tiên bạn cần mở khóa núm rau bằng cách ấn chặt và xoay về phía trên. Đây là một thiết kế an toàn nhằm đảm bảo khả năng kháng nước tốt nhất cho đồng hồ khi núm rau đã bật ra bạn có thể xoay nó theo hướng chiều kim đồng hồ để lên cốt tay để chỉnh ngày bạn cần kéo núm xoay ra thêm một nấc và quay nó ngược chiều kim đồng hồ tương tự như công đoạn chỉnh ngày bạn tiếp tục kéo núm xoay ra thêm một nấc nữa và quay ngược chiều kim đồng hồ để đi chỉnh giờ trên đây là bài đánh giá và so sánh nhanh của tôi về hai mẫu đồng hồ thuộc Grand Muller là Van Rose Gold Full Diamond và Van Gogh Rose Gold Full Diamond nhìn chung thì hai phiên bản Van sở hữu một vẻ ngoài rất sang trọng lấp lánh với bộ vỏ Tonio bao công đặc trưng được làm từ vàng hồng và nạm phủ rất nhiều kim cương thiên nhiên xung quanh phần lớn sự khác biệt giữa hai phiên bản nằm ở màu sắc chủ đạo của thiết kế và họa tiết trang trí mặt số với Van Rose Gold Fundament. Nó mang một nét đẹp có phần lịch lãm, cổ điển. Trong khi đó, Yachting Rose Gold Fundament mang đến một năng lượng của biển sự năng động và hiện đại. Cả hai phiên bản đều đang có sẵn tại cửa hàng của Cường Luxury tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như mức giá mình sẽ để dưới link mô tả dẫn thẳng đến cửa hàng của Cường Luxury. Cảm ơn các bạn đã tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.